Bây giờ hôm nay mình sẽ học điệu disco. Bây giờ điệu disco thì mấy em sẽ nhìn trên bảng thì mấy em sẽ thấy là thầy ghi là 1 2 3 4 5 6 7 8. Thì 1 2 3 4 5 6 7 8 chính là nhịp thứ nhất, nhịp thứ hai, nhịp thứ ba, nhịp thứ tư, nhịp thứ năm, nhịp thứ sáu, bảy, tám. Thì ở đây nhịp thứ nhất là 1 đàn xuống, 2 lên, 3 đàn xuống chặn, 4 lên, 5 đàn xuống, 6 đàn lên, 7 đàn xuống chặn, chặn tay, 8 lên. Thì giờ mình sẽ đàn trong cái yêu cầu của cái bài học của mình nha. Được chưa? 1 đàn xuống, 1 đàn xuống, 2 lên, 3 đàn xuống chặn tay. Chặn tay thì mấy em sẽ để ý cái tay của mình như thế này nè. Khi mình đàn chặn tay á thì nó sẽ có hai cái mark ở chỗ này, thì mình sẽ chặn xuống như này. Nhưng mà khi mình chặn bên này thì tay bên trái á, tay bên trái của mình phải nhả ra. Phải nhả ra để cho cái dây nó mất. Ví dụ mình đàn như thế này. Chạm lại thấy không? Lại nè. Xuống, lên, chặn, lên. Nhưng mà cái lên thứ tư á, cái lên thứ tư thì nó phải ngân ra nha. Nó phải ngân ra chứ nó không được ngắt. Ở đây chỉ có 3 với 7 là chặn và ngắt thôi. Còn lại bình thường. Còn lại mình đàn ngân hết. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 là chuyển ngay 1. 1 2 3 4 5 6 7 8. Còn thì muốn chuyển mà cho cái âm thanh nó được đẹp á thì khi mình đàn tới 8 thì mình ăn gian, mình bỏ ra, bỏ cái tay ra, không có bóng một âm nha. Ví dụ 5 6 7 8 9.